Đây thì con cái mẫu ST model ZT nè. ST 155. Đây. Với ST 165, bây giờ giá thị 165 đi. Là 16,5 luôn. Ủa, mới về bên em nha, con đèn LED luôn. Con tắt đèn luôn. Rồi, 165 plus. ST 165. 165 giá nhiều. 15 triệu bảo hành 3 tháng. Rồi con là vừa túi tiền sàn này, vừa túi tiền mà con sẽ ít là vừa này, 165 16,5 luôn nè, lốc có đông. Bà con nhớ tất cả số máy của cô ta đồ nằm ở đây nha, mình chụp hông này nè, đầu đèn đi xuống á, để quay đó, chỗ mở lấy cái dên ra đó, 165 15 triệu bảo hành 3 tháng. Hết tên 165 vừa túi tiền mà con, có 15 triệu mấy à, 15 triệu luôn chứ lên mấy gì, 15 triệu bảo hành 3 tháng rồi. 165 luôn nha. Này vừa túi tiền bà con. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn 088 635 607. Rất nhiều mẫu ST nha. Rồi 165 này đi.